Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại cái chiếc ghe vào gù hôm bữa. Chiếc ghe câu cá ngừ đại dương á, hôm bữa bị chìm ở cảng Đông Tác. Thì mình sẽ quay lại thử nó hư hỏng bao gồm những gì. Mời các bạn xem lại những cái hình ảnh của chiếc ghe hôm trước ha. Chào mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho mọi người rõ về chiếc ghe ngày hôm bữa bị chìm tại cửa biển Đông Tác. Thì hôm đó chiếc ghe này ra cửa thì bất ngờ bị gãy lâm cốt, cho nên chiếc ghe này nó bị sóng đánh tấp vào ở trong cái bờ kè của cửa biển Đông Tác và chìm hư hỏng máy móc và ghe rất là nặng. Tuy nhiên chiếc ghe này được trục vớt và đem xuống với cái ụ kéo ghe để sửa sang lại và chắp lại cái phần lâm cốt bị gãy. Tuy nhiên là sau khi sửa sang lại hoàn toàn và chuẩn bị hạ thủy để đi biển thì chiếc ghe này nó bất ngờ nó gặp tiếp một cái tai nạn tiếp theo nữa. Đó là trong cái quá trình mà chiếc ghe này xuống nước, gọi là hạ thủy đó, thì chiếc ghe này nó đổ từ trên dàn sàn, nó đổ xuống ở dưới đất luôn, nó lăn nhào xuống ở dưới đất luôn. Cái lý do lăn nhào là bởi vì cái hộp số của cái dàn sàn nó bị tuôn nhông, nó không có ăn nhông, cho nên là nó chài hộp số, cho nên là chiếc ghe này nó đổ từ trên dàn sàn nó đổ xuống. Bởi vì cái con rùa là của dàn sàn lúc này nó lao quá nhanh. Thì trong cái vụ mà đổ chiếc ghe này nó đổ từ trên dàn sàn nó đổ xuống á, có một cái rủi ro nữa, đó là một thành viên ở trên ghe thì cái anh này ảnh hoảng sợ quá, cộng thêm chiếc ghe nó ngã nhào đó, cho nên là từ ở trên ghe ảnh nhảy xuống dưới đất và bị gãy xương sống, bây giờ vẫn còn nằm viện ở trong Sài Gòn. Thành viên ở trên ghe bị gãy xương sống ha, một tai nạn rất là nặng nề đối với con người. Những cái hư hỏng của chiếc ghe này á, thì được chủ ụ ghe thì chịu hư hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên anh chủ ghe ảnh cũng có tâm sự với mình, ảnh nói là ghe nguyên thì bây giờ chấp quá lại quá nhiều, chấp quá lung tung, ảnh buồn ghê. Mà thêm một điều nữa là bị tai nạn và con ngừ, anh có một thành viên đi trên chiếc ghe này là bị gãy xương sống, bây giờ vẫn còn nằm viện. Chúng ta thấy là những rủi ro của những người đi biển chúng ta không có lường trước được. Thank you.
Có lẽ đây xếp còn lâu rồi. Giờ giáo giáo từng ngày ở đó nhá, bây giờ hầu là nó thẳng hết luôn, không